con chim dữ tợn kia. Ow. Chiều nào nào. Đây là một con chim rất là đánh đá và dữ tợn nhé. Đó. Nhìn cái mặt hắn kìa. Oh no. Nó cắn vào tay tôi rồi. Ít con chim dữ tợn này. Mình thích trêu con này lắm. Nó bắt đầu tức giận đây, nó chửi bới đấy. Cuối cùng mình đã bị nó cắn. Hôm trước bị nó cắn vào chân, hôm nay bị cắn vào tay.